Chúng ta sẽ tạo ra hoạt cảnh chuyển động không ngừng như thế này. Chúng ta có cái thảm mây nó trôi không ngừng, trôi vô tận trên Photoshop CC 2020. Đầu tiên tôi sẽ kéo cái file của thảm mây vào Photoshop CC 2020. Chúng ta tạm thời tắt cái này đi. Ở đây chúng ta sẽ lưu ý cái kích thước của file. File nó rất là lớn. Chúng ta sẽ giảm file lại, cho cái này là 880. Giảm file lại để cho mà chúng ta xuất file GIF nó chạy cho nó mượt mà. Bấm OK. Đây là cái file mà chúng ta sẽ thực hiện. Tôi sẽ chỉnh một chút để cho chúng ta có cái màu như ý. Ta và cái color balance chúng ta sẽ chuyển màu như thế này cho nó đỡ bị bớt màu đỏ đi. Rồi sau đó tôi sẽ tách cái phần chuyển động ra, đó là cái thảm mây bao quanh cái ngọn núi này, với lại cái áng mây phía trên nền trời. Như vậy thì tôi sẽ tách cái nền trời, tôi sẽ tách cái mỏm núi. Chúng ta chọn cái header là 10, chọn cái rectangular marquee tool, chúng ta sẽ chọn cái mỏm núi. Rồi chúng ta nhấn Control Shift Y hoặc là Command Shift Y trên máy móc để chúng ta lặp ngược lại cái vùng tròn, và chúng ta nhấn Ctrl Z hoặc là Command Z. À, tôi nói Ctrl thì các bạn bên Windows, còn Command thì chúng ta sẽ dành cho những người sử dụng máy móc. Rồi như vậy thì ở đây chúng ta sẽ bấm cái Command T, chúng ta sẽ kéo ra, giữ phím Shift để kéo ra khoảng 1/3. Để chi vậy? Để chút xíu nữa chúng ta sẽ tạo ra chuyển động. 1/3 này nó sẽ trồi vào cái màn hình và nó lòi qua bên đây, như vậy sẽ có được cái mảng chuyển động từ bên đây qua bên đây. Còn nếu mà cái mảng thảm mây mà nó giữ nguyên đúng với kích thước này thì chúng ta sẽ không có phần chuyển động. Rồi bấm OK. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm chuyển động cái layer này. Tôi đặt tên nó là Cloud. Chúng ta vào, bật cái timeline lên. Rồi chúng ta sẽ bật cái Review Timeline. Chúng ta sẽ có như thế này. Bây giờ để cho cái thảm mây chuyển động thì tôi phải tạo ra hai cái trạng thái, mỗi trạng thái nằm trong một keyframe. Bây giờ thảm mây chuyển động có nghĩa là nó dời đổi vị trí, thành ra tôi sẽ tạo ra hai trạng thái trong cái mục Position. Chúng ta bấm vào cái đồng hồ này để tạo ra cái keyframe đầu tiên. Đây là keyframe đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ kéo cuối và chúng ta sẽ tạo ra một cái trạng thái sau đó, trạng thái cuối. Bấm cái nút này để tạo ra keyframe thứ hai. Hiện tại hai keyframe nó giống nhau, như vậy thì khi mà nó chạy nó sẽ không tạo ra chuyển động, tại nó giống nhau. Thành ra chúng ta sẽ cho cái keyframe sau này nó khác keyframe trước. Chúng ta sẽ kéo đi. Đây, như vậy thì hai keyframe nó khác nhau, chúng ta mới có phần chuyển động. Ở đây các bạn sẽ thấy là nếu mà chúng ta Enter và chúng ta bật ở đây là Loop Playback, có nghĩa là nó sẽ chuyển động, nó sẽ chạy không ngừng, thì chúng ta sẽ thấy mây nó trôi đi. Nhưng mà khi nó trôi tới đây, quay ngược trở lại thì bạn sẽ thấy nó bị giật một cái. Đó là do hai cái hình của bên đây với bên đây nó không giống nhau. Như vậy chúng ta phải xử lý cái đó bằng cách là chúng ta phải làm sao để hai cái hình, hai cái trạng thái ở đây với đây nó giống nhau. À, như vậy thì chúng ta sẽ bấm tắt. Muốn vậy thì chúng ta sẽ cắt ở khoảng chính giữa này. Các bạn án chừng thôi, không cần phải chính xác. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái Slit Add Playhead. Bật đây. Rồi như vậy thì cái điểm này nó là một điểm mà tách ra đi nữa thì nó cũng là một điểm thôi. Thành ra đầu này và đầu này nó giống nhau. Tôi cho đầu này nó lên, chạy qua đây. Và đầu này nó chạy qua đây. Như vậy là từ đây, nó giống với từ đây. Khi nó chạy bên đây, nó bắt qua bên đây, nó sẽ không bị dựng, không bị khựng. Còn cái phần khựng là cái phần chính giữa này.
chúng ta sẽ xử lý nó bằng cách là chúng ta sẽ cho nó mờ dần. Tôi sử dụng cái hiệu ứng là fade kéo vào đây, mờ dần, và cái phía dưới này chúng ta sẽ cho nó rõ dần, cũng fade luôn, rõ dần. Chúng ta có thể là click vào đây để điều chỉnh được cái đoạn rõ và cái đoạn mờ, phần mờ dần, phần rõ dần. Như vậy thì bây giờ từ đây chạy tới đây, khi nó bắt gặp cái phần khác nhau này, anh ở trên này anh sẽ mờ dần để cho anh phía dưới anh rõ dần. Như vậy cái phần chuyển tiếp nó rất là mượt. Đây, tôi sẽ bấm play. Đó, tới đoạn này nó mượt. Rồi tới đoạn này nó sẽ nhảy qua, nó không có bị sai lệch. Nếu mà bạn thấy vẫn còn bị giật á, thì chúng ta sẽ cho cái này nó thúc vô đây một chút nữa. Rồi, chúng ta sẽ cho cái đoạn mà nó dài hơn, nó đã bị khựng. Đây, chúng ta sẽ thử. Đó, cái đoạn này nó mượt mịn hơn. Rồi qua tới kia là nó yên, nó chạy. Và như vậy thì nó sẽ trôi vô tận. Bây giờ tôi sẽ xuất ra file GIF, bấm vào play, chúng ta bấm vào export và chúng ta save for web legacy, chúng ta bấm vào đây. Rồi như vậy là chúng ta đã có file GIF. Ở đây các bạn có thể là cho cái kích thước của nó nhỏ lại nữa để khi mình đưa lên trên web thì nó sẽ không bị khựng, nó chạy mượt mà hơn. Tôi cho là 660. Rồi chúng ta có thể play ở đây để kiểm tra, chúng ta thấy mây nó trôi. Bấm OK. Vậy chúng ta lưu lại. Rồi tôi lưu ở desktop. Chọn cái image only, chúng ta bấm save. Như vậy thì ở desktop tôi đã có một cái file và nó là hoạt cảnh mây, đám mây trôi, và nó sẽ chuyển động liên lạc không ngừng.